Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái cách chăm sóc hoa lan dendro. Thì từ lúc mà mình chơi mà để chăm sóc hoa thì mình thấy là hoa lan dendro là một cái loài hoa mà chúng ta rất là dễ chăm sóc. Và cái một cái cây hoa lan á thì cho ra rất là nhiều cành ở những cái khe lá của cái hoa. Thì để mình khoe với các bạn cái chậu lan của mình. Đây là một cái chậu dendro của mình nè các bạn. Đó. Thì cái chậu này nó ra được bốn cành nha các bạn. Bốn cành. Thì những cái khe lá này nè các bạn. Những cái khe lá này nó sẽ cho ra những cái cành bông. Nếu mà chúng ta chăm sóc tốt á thì nó sẽ cho ra những cái cành bông. Và những trong trong những cái hoa này nè, nó sẽ có những cái nhụy. Nếu mà chúng ta đầy đủ, bồi bổ đầy đủ thì những cái nhụy này nó sẽ cho ra những cái nhụy, nó sẽ có những cái kim tuyến và những cái màu của nó nó khác cái màu ở những cái cánh hoa, rất là đẹp. Đó, một cái cành của nó, thì cái chậu của nó nè. Nói chung là chăm sóc cái dendro khó thì không khó đâu các bạn. Các bạn đừng sợ là cái hoa lan dendro nó khó, nó mất nhiều thời gian. Thật ra là nó không khó và không mất nhiều thời gian. Mình sẽ nhắc lại vấn đề bón phân ra và kích ra hoa. Thì ra hoa của nó thì kích là 3 tuần là ra một cái cành hoa. Còn ở cái hồ điệp thì nó lâu hơn cái dendro khoảng 1 tuần. Nó cái cành nó ra là lâu hơn dendro khoảng 1 tuần. Thì kích xong mà ra được cành á, thì khoảng tầm 2 tháng. Thì chơi xong một cái cành hoa là 3 tháng. Thì các bạn nhớ cái điều đó, lâu lâu thì mình sẽ nhắc lại để cho các bạn biết được cái hoa của nó phát triển ở cái mức độ như thế nào để biết. Thì để mình lấy cái chậu này cũng mới ra hoa mà cho các bạn xem. Cái chậu này các bạn biết không, cái hoa của nó, cái màu của nó đẹp. Thì đây là cái cành hoa thứ 3 của những cái cành mà mình đã cắt bỏ ở phía trong. Những cái cành mà mình đã cắt bỏ rồi nè. Thì bây giờ cành thứ 3 thì nó sẽ cái độ mà to, khỏe, nó không có bằng những cái cành đầu tiên. Nhưng mà ở phía trong của nó đầy đủ dinh dưỡng nên cái ở phía trong nó mới khoe cái sắc màu ở phía trong nè. Nó được tươi ra. Thì có nhiều cái chậu hoa thì các bạn biết á, cũng ra hoa nhưng mà trong đây là không có khoe được cái màu đó. Nên là về cái độ mà chăm sóc hoa là mình bón phân á, là mình để ý một chút xíu là mình khi mà nó ra cái hoa như thế này á, nó ra cái cành mà cái nụ còn như vậy á hoặc là nhỏ hơn thì các bạn bỏ cái gói NPK, tức nghĩa là cái gói bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, thì nó sẽ ra được cái hoa như vậy. Và khi mà chúng ta mua một cái chậu lan về hay là được ai biếu một cái chậu lan về thì chúng ta cũng coi khi mà chúng ta cắt hết những cái cành hoa là chúng ta cho cái gói bổ sung chất NPK vào để cái hoa của mình á sau này nó ra hoa được khỏe, nó không có bị mất sức dinh dưỡng. Lần thứ nhất nó cắt đi cái cành đó rồi, lần thứ hai nếu chúng ta không bổ sung chất dinh dưỡng thì qua lần thứ ba là cái cây nó sẽ bị hư. Nó giống như là nó bị không hấp thụ được, mình vẫn tưới nhưng mà nó không hấp thụ vô cái thân. Thì khi đó cái thân này nè, cái thân này nó không có được mà tròn. Mình sau một cái thời gian mà mình chăm sóc á, mình chơi cái hoa, mình ngắm hoa thì ngoài ra mình còn sau này mình còn có cái thân này nữa. Cái thân này mà nó muốn khỏe thì các bạn biết không, nó sẽ có những cái gân và cái thân của nó rất là no tròn. Chứ nếu như mà không đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ bị teo lại, nó bị khô đi, mình không có nhìn thấy mà nó phỏng phìu như vậy đâu. Nó rất là xấu cái thân. Thì nếu mà nó xấu cái thân như vậy thì cái cây nó từ từ nó sẽ bị lụi và nó không ra được rễ, bộ rễ khỏe để mà sản sinh và mọc ra những cái chòi mới, đâm chòi mới để duy trì cái hoa. Đây là cái chậu mình cũng mới vừa ra hoa, nhưng mà cái chậu này là chậu non mình mới chiết ra. Cái chậu này đầu tiên mình mới chiết ra thì nó ra hoa như vậy.
cũng chưa đạt chuẩn lắm, cái hoa cũng cái cành cũng chưa có dài lắm, chưa đạt chuẩn. Những cái khe của cái lá này nè đều cho ra hoa hết. Nếu mà chúng ta bổ sung đầy đủ chất thì nó sẽ cho ra hoa. Và khi mà chúng ta chăm cái dendro á, nó cái rổ, rễ của hoa của cái dendro á thì nó không có xoắn tròn lại, và nó sẽ là mọc mà thoáng hơn cái rễ của hồ điệp, nên là các bạn tưới á, nó sẽ không có bị thúi, không có bị úng như cái hoa hồ điệp. Thì cái phần dendro là mình chăm, là mình tưới cái vòi á, mình sợ cái vòi to quá thì nó sẽ rơi những cái chất mà mình bỏ ở trên á, thì mình chỉ sợ rơi thôi, chứ cái phần nước là thoát được nước. Thì cái lan dendro á, các bạn chăm á, thì hoài than để bón cho cái lan dendro á, thì chúng ta có thể là dùng cái thân gỗ của cây vú sữa, hoặc là cái vỏ thông, hoặc là vỏ của cái đậu phộng, rất là nhiều. Nhưng mà mình bỏ vô là mình để ý là đừng có để bịt kín quá, tức nghĩa là cũng có những cái lỗ nhỏ khoảng tầm một phân vậy đó, để cho nó thoát hơi thôi, chứ cũng không phải là thoát quá thì cái cây của mình cũng không có đầy đủ chất. Thì khi mà chúng ta để cái gói phân lên á, than ở dưới hoặc là những cái chất ở dưới như là vỏ đậu phộng rồi vỏ thông chẳng hạn, thì những cái đó không phải là nó làm một cái nhiệm vụ là để là nó giữ nước hay là rễ nó đi xuống đâu, mà nó còn cái nhiệm vụ là khi mà các bạn bỏ phân gói vô á, thì cái khi mà chúng ta tưới á, thì cái chất ở trong phân gói nó sẽ bám vô những cái than đó, và đồng thời cái rễ của nó bám vô cái than và nuôi cái cây của mình được khỏe. Còn cái hoa mà các bạn muốn bền hoa thì các bạn tưới, đừng có tưới trực tiếp cái vòi nước của mình vô cái hoa đó, thì cái hoa đó sẽ bị rơi xuống, và nó cái rơi là một phần là nếu mà tác động mạnh thôi, còn nếu mà nhẹ là nước nó bám trên đó và nó sẽ bị vàng cái hoa, nó ố và nó thối cái hoa của mình. Rồi khi mà chiết ra thì các bạn để trong bóng mát, và các bạn nên bỏ phân bổ sung sau 1 tuần, sau khi mà hoa nó thích nghi vào cái chậu mới cũng như than và những cái vỏ thông, thì các bạn mới bắt đầu là cho cái phân để là bồi bổ cái cây của mình. Những cái cây mà bắt đầu mà cái rụng những cái cành xuống, cái cành hoa mà nó rụng xuống bớt á, mà nó còn ít á, thì các bạn còn 1 2 bông á, cũng không có ngắm, cũng không có đẹp nữa, thì các bạn nên cắt đi để cái hoa của cái cây của mình nó không có bị xi cây, để nuôi cái cành đó. Cuối cùng mình muốn chia sẻ cây lan dendro của mình á, là mình có những cái điều rất là cơ bản là đầy đủ nước, phân, rồi bóng râm. Đầy đủ nước là một ngày mình tưới 2 lần, bóng râm là độ mát 70%, rồi mình bỏ phân cho hoa, biết được cái thời gian bỏ phân để bồi bổ và cái thời gian để kích cho ra hoa, vậy là đủ cho một cái cây lan dendro của mình phát triển tốt. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh của mình, và nếu các bạn thích và cũng chăm lan như mình á, thì để theo dõi video á, thì các bạn đăng ký giùm mình, bấm nút đăng ký và bấm like và share giùm mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.